Rồi, ví dụ chị hỏi cái vấn đề thái cực quyền. Thái cực quyền nó có một cái vấn đề người ta nói tập những cái động tác như vậy, như vậy. Nhưng mà những động tác đó đó nó có một cái kết quả trong võ học. Vậy khi mình làm cái động tác đó đó, cái kết quả võ học đó có được thể hiện qua không? Hay là mình nhái vậy thôi rồi cái tới đó lên nó không có gì hết á. Giống như là mình bắt chước thôi Không, mà. ý ý muốn nói giữa cái vô vi đó cũng là điển. Điển thì trong người mình thì cũng có điển nó lưu thông phải không, Đúng lượng rồi. tinh quá khí, khí quá thần, thần hơi chúng cũng hít thở cũng có điển, thì cái thế cực quyền mình là chậm chậm cũng là một sự cho nó lưu thông điển đúng không, Không, không phải là khí không. nó chỉ là gọi là cái khí là cái hơi Dạ, thở thôi. cái là tinh khí thần thì nó ở trong giai đoạn khí nha. Nó chỉ là ở cái giai đoạn khí, mà cái định nghĩa tinh khí thần ở trong thái cực quyền đó nó không cùng nghĩa với tinh khí thần ở trong đạo vô vi của mình, thấy không? Ở trong cái thái cực quyền đó thì cái tinh khí thần đó đó thì bắt đầu đó là tinh quá khí, khí quá thần, thần vàng hư đó, thì cái đó còn ở trong vô vi của mình người nói là điển, thấy không? Thì nó khác theo chỗ đó, chứ đâu số mặc dù mình nó xài Dạ. danh Cũng từ là vậy ăn vô rồi mới là luyện tinh quá khí. đó, thì ở trong kia nó bắt đầu cái nó không xài cái chữ tinh 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 khí thần, nó xài cái chữ hình ý khí thần, thấy không? Ở trong cái thái cực nó xài cái chữ đó. Dạ, cái tóm tắt lại hai cái anh nói đó là hai chuyện, một cái giống như là thể dục cái thao hay gì đó đó, cái hai Đúng cần rồi, cái chữ vô vi là điển là đại, cái là hai chuyện không không có có dính dấp hỗ đâu, trợ gì không có gọi là không có dính dấp trong cái vấn đề mà technique, mà nó không vậy. có Tại vì em dính. thấy cái gì bạc đạo thái cực quyền lắm, cái gì bạc thái cũng thái cực Cái đó quyền là sức khỏe thôi à, sức khỏe vật chất. đó. Dạ thôi mình cũng có thời giờ giới hạn, có thể là ngoài cái chuyện nãy giờ mình kể kinh nghiệm hành pháp đó, còn chuyện gì mà anh muốn nói mà mình chưa nói không? Chị có nêu Cần cái ra không liên quan đề tài khác. không đi đủ rồi. Dạ thì đề tài khác tức là kỷ niệm với thầy anh là nãy giờ nói là anh cũng tu mấy chục năm ha, thì 34 35 năm gì đó, thì với kinh nghĩ là mình là những cái người may mắn, mình biết pháp và biết thầy trong giai đoạn mà thầy còn tại thế. Biết Kim biết là pháp vô vi thì ai cũng nói pháp mình hay nhất, nhưng mà Kim nghĩ là có ông thầy nó có khác là không có ông thầy, thì anh nghĩ sao? Dạ đúng rồi, người diễn mình có câu không thầy đố mày làm ra, thấy không? Mình đi tay trắng mà không có người nào dẫn dắt đó, thì chắc chắn rằng là cái cơ hội và thành công nó ít hơn nếu người nào có một vị sư phụ hoặc một vị thầy xứng đáng dẫn dắt. Thì anh có kỷ niệm nào mà trực tiếp với thầy không? Anh chỉ làm quan băng giảng hay thấy thầy ngồi trên sân khấu? Thú thật đó, thì lúc trước tôi đi đại hội hoặc là có những khóa sống chung có gặp thầy, nhưng mà lúc đó tôi sợ thầy lắm, không dám gần thầy, cũng không dám nói chuyện, cũng không dám hỏi thầy, cứ giống như là một vị gì mà mình đáng kính sợ kính phục, mình không đụng đụng tới hoặc là khóa này. Thành thử ra trực tiếp mà có những kỷ niệm với thầy thì tôi ít lắm, nhưng mà do nhỏ thì cũng có thể kể vài cái, chẳng hạn như cái kỳ đại hội ở Bangkok thì lúc đó gặp thầy thì mới thấy rằng muốn xuống tóc nhưng mà không biết mình làm vậy có trúng hay không, mà cũng không dám bắt chước mấy bạn đạo nhờ thầy xuống tóc dùng nữa. Thầy đã nói là tôi không phải là thợ hớt tóc. Nhưng mà Bangkok của anh là 1996 hay là 2006? 96 Cái lúc đó trước đó anh có tóc hả? có bớt cục thôi đó, đi gặp thầy cái hỏi thầy cái thầy vừa đi ra với một đám bạn đạo thu hết cả đám chạy lại. Dạ thưa thầy, con hỏi thầy chứ thầy con xuống tóc được hay không? Thầy cũng nói tại sao người ta làm được mày làm được. Dạ có rồi thầy, chỉ có cái vậy thôi. Nghĩa là tại sao người ta làm được mà mày lại không được, có nghĩa là thầy ok Đó rồi, thì cái rồi cái anh về nhà anh tự rồi cái làm. mình về nhà cái mình nói thầy cho phơ ve rồi, cho đã bắt đèn xanh rồi, mình về cái mình tự do mình cạo đầu mình xuống tóc đó, đó là một kỷ niệm. Khoan khoan, đối với trong nhà anh là cái gia đình tu đó có ai xuống tóc nữa không? Có rồi cái sau đó đó, lúc đó thì mặt mày của tôi chắc có bộ hắc ám lắm, người nào thấy mặt tôi người ta nói trời ơi cái mặt anh cạo đầu sao giống Lỗ Trí Thông quá gì, hoặc là Đạt Ma Tổ Sư mà đi tới tận từng. Tôi nói tại cái mặt tôi nó hung dữ rồi, từ từ cho nó hiền lại chút nó rồi Sẵn anh xong nói hiện cho mới nhớ,
có nhiều người họ tu vô vi không có nhắm là để khuất phục sức dữ gì hết, mà muốn sửa tâm sửa tánh từ người dữ thành người hiền, từ người xấu thành người tốt. Thì trường hợp đó có đúng với anh không? Của tôi đó thì tôi thấy rằng đó, cái hành động mà tôi xuống tóc đó, tức là không có theo một cái bốt nào hết, nhưng mà đối với tôi, cái hành động của tôi là tôi, cái hành động đó cho biết là tôi dứt khoát tu hành. Chứ không phải là để bắt chước hoặc là cạo đầu vô sư gì đó. Nhưng mà cái hành động tôi cạo đầu là tôi muốn tu. Nhưng mà mặc dù đó là cái ý của anh, nhưng mà khi mà anh xuống tóc rồi đó, anh có cảm thấy lúc anh tu nó có khác lúc mình còn tóc không? Ồ, khác nhiều lắm. Sau khi mà tôi xuống tóc xong đó, anh em ở nhà hỏi tôi chứ, sao xuống tóc thấy gì? Tôi nói đó, tôi xuống tóc đó, tôi có cảm giác giống như cái đầu của tôi nó giống như cái nóc nhà vậy đó, như cái nhà vậy đó. Giờ tôi gỡ cái nóc ra, cái tôi thấy tôi thông với lên trên kia, cái đầu tôi nó thoáng khác lên trên. Thì tôi nói, tôi có cảm giác thôi nghe, chứ tôi không biết mọi người khác sao mà tôi thấy vậy đó. Thôi thì kể như anh là thực tại bạn đạo khiêm nhượng đi ha. Cái đó một cái kỷ niệm, còn kỷ niệm nào với thầy mà anh khó quên không? Cứ là nói cho tự nhiên anh không thể nào quên cái chuyện gì mà đặc biệt với thầy đó. Có chứ, thứ nhất là tôi lại thầy ở ở bên Đức. Cái lúc đó là thầy tổ chức cái đấy, cái gì đó, cái thiền ca hả? Thiền ca đầu tiên đó. Yeah. Đó thì lên trở cái thầy, tôi có lên sân khấu tôi lại thầy. Thầy nói đó cho tụi nó thấy. Anh nói lớn lớn đi. Thầy Thanh nó lại cho tụi nó thấy. Đó, đó là một kỷ niệm đối với tôi. À, lúc đó đó cơ hội gặp thầy rất ít, mà thầy là một vị đối với tôi là cao cả. Tôi gặp thầy mà tôi đảnh lễ, tôi rất là hạnh phúc. Thì lần đó ở cái thiền ca đầu tiên ở bên Đức ra thì được lại thầy ba lại, tôi rất là sung sướng. Đó là một kỷ niệm đối với tôi. Đó, còn những kỷ niệm khác cũng lâu quá, khoảng đâu 1995 gì khoảng đó phải không? Đúng rồi, chị Nghiêm kia Nghiêm nhớ dài thiệt đó. Tại vì nhờ, mỗi cái nó có cái đặc điểm mà. Rồi, bây giờ để mình cũng nãy tính 15 phút thôi, mà bây giờ mình cũng 20 phút đó. Thì tính hỏi anh vậy chứ, anh nói là, hồi nãy anh nói là cái gì mà không thầy đổ mày làm nên gì đó. Yeah. Có nghĩa là anh nói là mình tu mà có thầy ấy, thì là có người dẫn dắt rồi, rồi mình sẽ tu tiến, không có thầy thì chắc mình không làm được cái gì. Như vậy đó, thì bây giờ thầy ra đi rồi, rồi không lẽ từ đây về sau mấy người không gặp thầy, rồi họ không tu hành được cái vô vi hay sao? Cái ý nãy tôi nói đó, không thầy đố mày làm lên. Cái ông thầy đây nó không phải là chỉ là một ông thầy bằng xương bằng thịt. Có những cái trường hợp khác, chẳng hạn như hoàn cảnh là ân sư cũng là thầy vậy. Yeah. Tất cả những cái chuyện gì mà có thể dạy được mình đều là thầy của mình hết. Yeah. Nhưng mà đặc biệt cái vô vi mình đó, thì chắc ai cũng nói tới thầy Tám Lương Sĩ Hạng Vĩ Kiên. Đúng rồi. Trong vô vi của mình đó thì có thầy Tám Lương Sư Hằng Vĩ Kiên. Thì thầy Tám đã ra đi ở Canada, tôi có đi dự đám cưới của thầy. Đối với cá nhân tôi đó, cái sự ra đi của thầy đó là trong cái sự gọi là cái nhục thể của thầy đó không còn tồn tại nữa. Đối với tôi, tồn tại hay không tồn tại không phải là một cái vấn đề về cái sự hiện hữu của thầy. Đối với tôi, thầy vẫn hiện hữu như thường, nhưng mà qua một cái hình thức gì thôi. Nhưng mà giờ thầy đi đó, không phải là thầy ghét bỏ mình rồi thầy đi, tại vì thầy đã làm xong chuyện của thầy rồi, tất cả những lời dạy bảo thầy đã để lại cho mình hết rồi, và những phương tiện kỹ thuật mình đã thâu hết lại rồi. Muốn nghe thầy nói chuyện thì cứ việc bật lên thầy nói chuyện, tất cả mọi đề tài việc thầy đều nói hết rồi. Thành thử ra cái sự hiện diện của thầy ngồi đó, đó theo tôi thấy đó, bạn đạo hay lợi dụng thầy quá đáng, thầy cùng chừng thì giờ để thầy làm chuyện khác, chứ đâu phải ngồi accompany bạn đạo ở không vậy đâu. Thầy còn chuyện thầy làm nữa chứ, thầy đâu có bỏ mình đâu. Bằng chứng là mỗi chuyện khi nào mình đều tưởng nhớ thầy, đều có thầy ở đó. Thầy nói rồi, tôi không bao giờ bỏ các bạn, chỉ có các bạn bỏ tôi thôi. Cũng như thầy nói tôi sống mãi. Đúng như thầy nói sống mãi vậy đó. Thành thử ra cái sự hiện hữu và cái sự không hiện hữu vật chất qua thể xác của thầy, nói là thầy bỏ đi, đối với tôi không có thành vấn đề.
Dạ, thì vậy thì anh cũng là một trong số những bạn đạo may mắn là cái sự ra đi của thầy không có ảnh hưởng, không có là mình sa sút, cũng là như mình mất lòng tin hay là mình phải chạy đi tìm pháp khác hay thầy phải là thầy khác. Đúng như vậy, đúng như vậy. Nhưng mà anh có thể cho ý kiến gì về bạn đạo vô vi khắp thế giới đó, khắp nơi đó, những người mà anh quen biết đó, có phải người đặt vượt cho anh hay là có những người cũng có những cái suy nghĩ hiện tượng khác? Theo tôi nghĩ, tôi không phải là một cái mẫu mực để cho người ta giống tôi mới gọi là bạn đạo vô vi. Tất cả mọi người đều có những trình độ khác nhau, thì mỗi người đều có những trình độ của họ, đúng theo trình độ của họ. Không có mình không có được quyền nói họ trúng hay họ sai, tại vì mọi người đều đúng theo cái trình độ của họ hết, phải không? Nếu mình hỏi thẳng thắn ra có người nào muốn nói sai không? Không, người nào cũng nói trúng hết, phải không? Vì vậy đó, tất cả mọi trình độ mình phải chấp nhận, cũng giống như đời sống mình thấy có người có kẻ cao kẻ thấp, có người giàu người nghèo, có người khôn người dại, đó là những trình độ hết, chứ không có nói rằng là người nào giỏi hơn người nào. Không, thầy ý... Thắng nói người nào cũng bằng hết. Dạ, ý chú không có nói những đề mà mình phê phán ai hết. Ý tôi nói như là sau khi thầy ra đi, hồi xưa lúc mà thầy còn sống thì anh cũng biết là mình mới quẩn chung quanh thầy ha. Dạ. Bây giờ thầy không có còn cái thân sắc của vi, còn giờ anh cũng biết là thầy còn dưới dạng điển quá. Dạ, nhưng mà rõ ràng là mình thấy là bây giờ giống như là mình có hai đại hội, mình có những có giống như là nó có gì nó khác lúc mà thầy còn sống. Cái chuyện đó đối với tôi cũng không thành vấn đề. Mình ở trên này, mình đến cửa đạo Công giáo đó, có bao nhiêu cái nhà thờ. Yeah. Một tỉnh nó có nhiều khi ở bên, chẳng hạn như ở bên Đức đó, cái tỉnh nó Wolfsburg gì đó, nó có tới cả trăm nhà thờ vậy. Yeah. Không lẽ mỗi nhà thờ là có một chúa? Không, không, thì mình cũng thì có biết bao nhiêu cái thiền đường, thiền viện đó, đó mà. Thì bây giờ cái đại hội cũng vậy. Thì có những người bạn đạo, họ thích là một cái đại hội chung cho những người này, và có những người khác chung cho những người kia, thì cũng đại hội thôi. Ai muốn 10 cái, tôi cho là 10 cái. Dạ, Mỹ Kim hỏi anh một câu cuối cùng, Phạm Mỹ Kim ha. Tại sao thầy đại biểu lúc mà anh Bình Minh Bảo phỏng vấn thầy, không phải phỏng vấn thầy, hỏi ý kiến thầy, thầy mới nói là mỗi năm một đại hội thôi? Đúng rồi. Cái câu trả lời của thầy đó, mình có thể là interpret rất nhiều khác. Dạ. Thí dụ như anh Bình Minh Bảo nói, trả thưa thầy, mỗi năm tổ chức đại hội có một lần thôi thưa thầy. Thầy nói, có nghĩa là có thể hiểu rằng, Quỳnh Minh Bảo, con chỉ tổ chức được một lần thôi, chứ một năm con làm hai ba lần là không được á. Nhưng bên kia, anh chị bên kia, anh tổ chức một lần, tức là mỗi người làm một lần. Có thể hiểu cách đó. Thanh Hòa thì một lần, Quỳnh Minh Bảo một lần, mấy chỗ tổ chức là mấy chỗ một lần, trả cái gì. Mỗi người có thể làm một lần. Đó. Thầy không có nói được cái câu đó, nó sẽ ra hay gì, nó thật quá. Mình muốn ATPT, ATPT. Nhưng cái hành động của mình đó đều nhắm vào cái vô vi, đều phát triển vô vi. Cái đó là tốt rồi. Quan trọng trong tâm mình đừng có chia rẽ là được rồi. Cái đó chị nói đúng đó. Muốn làm mỗi nhóm làm một cái vô vi, ok. Đừng có chia rẽ, anh muốn làm anh cứ làm vô vi, tổ chức học anh đi tôi vô vi, tốt cho nó có sống. Đang chân chàng với những bạn đạo ở Việt Nam mà không có khả năng phương tiện trả tiền đi làm xin giấy tờ đủ thứ máy bay thì họ có thể mượn đi cần cần. Tạo điều kiện thầy thử ra đó, cái sự tổ chức đại hội đó tức là tạo điều kiện cho mọi người gần gũi nhau, trao đổi học hỏi kinh nghiệm tu hành của vô vi, thì tôi thấy tốt vô cùng. Ai tổ chức đó tôi đều hoan nghênh, anh Bảo tôi cũng hoan nghênh, và anh Thanh Hoàng tôi cũng hoan nghênh. Và đâu Kim nhớ đó là anh đi bên này, cái bạn đi bên kia, bên nào cũng là bạn ha. Bên nào cũng là bạn đó. Biết Kim tới đây là kể như là phẩm chưa là hết á. Nếu anh cần cái gì mình có thể giống như là nhắn nhủ hay gửi gắm hay là gợi ý anh cần những gì mà hay nói với bạn đạo. Đối với bạn đạo thì tôi không có dám đại ngôn đâu, bởi vì mình cũng chưa tới đâu hết. Nhưng chỉ có một cái đó là bạn đạo có khả năng gì làm theo khả năng đó, không cần phải bắt chước người ta. Ví dụ như mình có khả năng tổ chức thì mình tổ chức. Nếu mình không có khả năng tổ chức mà mình có khả năng tu hành thì mình lui về tu hành cũng tốt vậy. Cũng đâu có phải là phải ra tổ chức, phải làm cái này, phải làm cái kia. Phải có danh tiếng, phải có người ta biết tới tiếng tôi đó thì tôi mới có được tiến bộ trong vấn đề tu hành. Thầy nói rồi, mình tu đó, mình đại tâm, phải không? Mình vô tu dùng tâm mà tu,
không phải là mấy cái chuyện kia hoặc là nó cho mình cái giá trị này với giá trị kia. Anh có thể là một người tổ chức hay vô duyên, tôi rất thán phục, nhưng mà anh khác không có khả năng đó, nhưng mà anh tu hành rất là hay. Hỗ trợ đó mà những phương tiện mà. Còn anh là thực lại muốn đóng góp kiểu nào? Tôi đó thì cái là nếu mà tôi có khả năng gì bề trên xúi tôi đi đâu hoặc là chỉ bảo tôi đi đâu làm chuyện gì tôi đều nghe lời. Dạ, mấy Kim nhớ anh có làm MC mấy lần giới thiệu văn nghệ hoặc là đọc mấy cái lời giảng của thầy vô 1/8 hay từ lai bản đó. Đó thì cái đó là cũng bạn đạo kêu ra thì tôi lúc nào bạn đạo hỏi tôi không bao giờ từ chối hết. Tôi cũng không bao giờ đứng ra tự đề nghị mình làm cái này làm kia, đưa ra bạn đạo đồng ý thì mình làm, bạn đạo không đồng ý thì mình đi vô, bạn đạo cần mình thì mình ra mình phục vụ, bạn đạo không cần mình thì mình đi vô thôi. Tôi là theo ý trời thiên ý, muốn tôi làm cái gì cho vô duy, phục vụ vô duy, làm vô duy, tôi đều hoàn toàn đồng ý hết, tôi không bao giờ từ chối. Cảm ơn anh, cảm ơn chị Mỹ Kim, cảm ơn anh Hoàng nhiều.